khó học nghe con. Vâng, thôi chào mẹ con đi. Alo, đang ở đâu đấy con? Con đang ở phòng trọ. Con ăn cơm chưa? Đã quen bạn nào ở cùng chưa? Chưa mẹ, ở nhà một mình buồn lắm. Con chỉ muốn về nhà thôi. Thôi, cố gắng lên con. Mất một thời gian đầu thôi, rồi con sẽ quen ngay mà. Vâng ạ. Mẹ ạ. Ừ, ăn cơm chưa con? Con đang ăn ạ. Thế ăn với ai? Với bạn ạ. Ai nấu vậy con? Bọn con đang liên hoan. Bình thường mấy đứa trong phòng vẫn thay phiên nhau nấu. Mà sao ngày nào mẹ cũng gọi điện hỏi thế? Ừ, mẹ hỏi để biết con ngoài ấy học hành ăn ở thế nào. Thôi, con vui với bạn đi. Vâng ạ. Mẹ cậu lại gọi à? Ừ, ba mẹ lo lắng cho quá còn gì. Cậu là hạnh phúc nhất đấy. Ui dào, phiền phức lắm. Con đang ở đâu mà ẩn thế? Mấy giờ rồi mà vẫn còn đi chơi? À, con đang đi sinh nhật bạn. Con về bây giờ đây, thế mẹ nhé. Đang vui thì phải về. Bà già cứ gọi điện dục suốt, bực mình ghê, mất hết cả tự do. Thôi, hôm khác lại chơi tiếp. Thôi chết, đã muộn thế này rồi à? Nhà trọ mình đóng cửa mất rồi. Ui dạ, lo gì, về chỗ mình ngủ, rộng lắm. Nhưng mà... Alo? Mẹ đây, con về chưa? Đang ở đâu đấy? Con đang ở phòng trọ chứ đâu. Mẹ suốt ngày hỏi linh tinh. Mẹ sợ con mãi chơi lại đi lung tung. Con nhớ ngủ sớm nhé. Sao ngày nào mẹ cũng gọi cho con hỏi này hỏi nọ thế? Con còn bao nhiêu việc, thời gian đâu mà cứ nghe điện thoại của mẹ suốt. Ơ, mẹ quan tâm thì mới hỏi chứ. Con bận học, mẹ đừng có ngày nào cũng gọi điện, phiền lắm. Khi nào nhà có việc mẹ hãy gọi. Thôi, con đi ngủ đây. Ơ, cái thằng này. Không bị mẹ ngày nào cũng gọi điện kiểm soát, đúng là tuyệt vời nhất trên đời. Ui da, sao toàn thân mình ê ẩm thế này? Thôi chết, sốt rồi. Đúng ngày chúng nó về quê hết thì mình lại ốm. Mệt quá đi mất. Cố ăn tiết cháo rồi uống thuốc cho mau khỏi con. À! Hôm nay lại gọi điện cho mẹ cơ à? Con vừa ngủ dậy. Con sao thế? Ốm à? Nghe cái giọng khàn đặc thế kia. Vâng, con mệt lắm không? Thế đã ăn gì chưa? Uống thuốc chưa? Có bạn nào nấu cháo cho con không? Mẹ, mẹ hỏi nhiều thế, sao con trả lời kịp? Khổ thân. Có ốm nặng không? Để mẹ thu xếp ra Hà Nội với con. Con chỉ cảm nhẹ thôi. Uống thuốc là khỏi ngay mà. Mẹ, mẹ không giận con à? Lần trước con... Thằng này rõ thật là... Mẹ không gọi điện nhiều để con tập trung học mà. Thôi, nghỉ ngơi đi. Mẹ ơi, con nhớ mẹ. Con xin lỗi.